Hai các bạn ơi, mình thấy cảnh mùa thu ở cái chỗ này đẹp quá cho nên mình quyết định làm thêm một cái video nữa. Thì từ bấy lâu nay, từ khi mình bắt đầu làm YouTube thì mình nhận được khá nhiều lời bình luận của mấy chị em người Việt Nam mình á. Thì mình không biết các bạn đó là ở Việt Nam hay là ở nước ngoài. Tuy nhiên mình thấy khá là nhiều chị em nói á là mình cần phải chăm sóc bản thân hơn để cho nó chỉnh chu, cho nó đẹp hơn, không thôi thì chồng bỏ. Và có một số chị em khác còn còn khắt khe hơn nữa, còn nói là không lo mà chăm sóc bản thân, không lo mà làm đẹp đi, hồi chồng nó bỏ thôi rồi mới biết mặt. Thì nói chung mình nghe những cái lời đó thì nhiều khi mình cũng bực bội, tuy nhiên á mình cũng thấy rất là thông cảm cho nhiều chị em Việt Nam mình. Bởi vì mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì mình cũng biết á là đàn ông Việt Nam rất là nhiều người không có chung thủy, hay đi ra ngoài mèo mở gà đồng. Cho nên cái phản ứng của các chị em như vậy á thì cũng là chuyện bình thường thôi. Thật ra trước kia mình cũng đã từng như vậy, mình cũng đã từng hay sợ là bị chồng bỏ, bị chồng phản bội. Tuy nhiên sau khi sống với chồng mình á hơn 6 năm rồi á thì mình đã không còn nghĩ đến cái chuyện đó nữa các bạn. Thứ nhất là mình tự lập về tài chính và mình đã luyện cho cái bản thân mình á không có bị phụ thuộc vào chồng mình về cả tài chính lẫn về tinh thần. Thật sự mà nói á là mình rất là yêu Dustin. Tuy nhiên mình cũng biết rằng cái cuộc đời này á, nó không có cái gì là vĩnh viễn. Và mặc dù mình biết Dustin yêu mình, tuy nhiên mình không có biết ngày mai là như thế nào. Cho nên mình vẫn luôn tự nói về bản thân mình á, là mọi chuyện trên đời này đều là hư ảo hết. Cho nên đừng có bám víu vào bất cứ người nào, đừng có phụ thuộc vào bất cứ người nào về cả tinh thần lẫn vật chất. Có người tới mình phải pause video một chút nữa thôi, hồi họ nói em mình bị không ngồi nói chuyện một mình. Ok, người đó đã đi rồi. Bạn thấy những cái lá này đẹp quá ha, thiên nhiên đúng là tuyệt diệu. Thì hồi nãy mình nói đến đường đoạn nào rồi? Thì nếu các bạn xem nhiều cái video ô khác của mình rồi á thì mình cũng có nói sơ qua về cái quan điểm của mình đối với hôn nhân và đối với đàn ông rồi. Mặc dù mình có một người chồng mình nghĩ ở thời điểm hiện tại thì rất là tốt với mình, và mình nghĩ là mình hiểu người đó khá là nhiều. Thì như các bạn biết á, có ai mà biết được chữ ngờ ha. Tại vì có nhiều người á, người ta có thể là nhiều năm mà người ta đối xử với vợ người ta rất là tốt, nhưng mà nhiều khi người ta ngoại tình ở sau lưng vợ thì cũng không có thể biết được. Thì cái chuyện đó là không có biết được. Nếu người ta làm điều xấu á thì người ta có tội thôi. Còn mình hết lòng với chồng á, nhưng mà tới một ngày nào đó nếu mà chồng mình á phụ mình á thì coi như đường ai nấy đi, mình không có cần níu kéo gì nữa. Các bạn biết á, từ nhỏ lớn lên rồi là mình thấy được bao nhiêu cảnh đàn ông phụ vợ rồi còn về nhà đánh đập vợ nữa, thì mình cảm thấy rất là ngao ngán. Mình sống ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam cho nên mình biết hết các bạn. Và mình đã thề rồi, mình thề là không không bao giờ tha thứ cho bất kỳ người đàn ông nào mà phụ mình. Cho dù mình á có xấu hơn đi nữa, cho dù mình có ngồi một chỗ không có đi được, nên mình cũng không cần một người đàn ông để mà dựa dẫm. Thực sự mà nói như vậy các bạn, không phải là mình là tự cao gì đâu nha. Các bạn cũng nên, một số bạn á thì hay nói á, đã xấu rồi mà còn tự cao. Người ta khuyên mà không có nghe, tự cao đó không phải là tự cao mà đó là tự tin. Không ai nói là xấu là không được tự tin hết nha. Mà có nhiều người á, người ta hay mở miệng ra là người ta nói như vậy, xấu mà còn còn tự cao. Thì nên phân biệt rõ giữa cái sự tự cao và tự tin. Thì mình tự tin là mình có thể nuôi được bản thân của mình, cho nên mình không có cần phụ thuộc vào một cái người đàn ông nào hết. Thì chị em phụ nữ của mình á, ai cũng biết rồi, đàn ông Việt Nam á, mình không dám vơ đùa cả năm. Tại vì cũng có những người đàn ông Việt Nam tốt, cũng có những người thương vợ, cũng có nhiều người thương con, chăm lo cho gia đình.
chứ không phải anh nào cũng như anh nào. Chứ mà mình nói đàn ông Việt Nam mà ai cũng ngoại tình và ai cũng dối trá thì chắc là mình bị chửi. Đàn ông nước nào cũng vậy, cũng có người này người kia. Đàn ông Tây cũng vậy các bạn. Mặc dù người Tây có nhiều người người ta ít nhậu nhẹt hơn đàn ông Việt Nam mình, thì đó là cái tập quán của người đàn ông Việt Nam mình, là có nhiều người coi bạn là trên hết, hơn cả gia đình, hơn cả vợ, hơn cả con. Như what the heck, ông Dustin ông mới đi ra, ông mạnh chiếc xe hay sao? Thì có nhiều người đàn ông Việt Nam mình á, là coi bạn là trên hết, hơn cả gia đình, hơn cả vợ, hơn cả con, hơn cả cha mẹ. You feeling better? Still have headache? I'm making a video, honey. Hả? Huh? Nhớ em. Yeah, so lắm chứ mà nhớ. Did you pause it? No. Why you? Let me get you a little blanket or something. No, I'm fine, honey. Honey, it's cold. I'm fine. I don't need a blanket. Ông Dustin nó ông đi ra để ông check. Không thôi ông sợ mình bị bắt cóc. Yeah, my head hurts and I'm trying to play my game a little bit and I'm like, I gotta put it down. Did you drink more water? Yeah, I had more Please water. Try to drink a lot of water. Yeah, thank you. Cry. There you go, baby. It's a nice backdrop for, you know, whoever's talking. It's really pretty. Mm-hmm. You want something to sit on, or are you okay? No, I'm fine. You want a chair? I'm coming in soon, no. Oh, that's fine. Take your time. I mean, I'm already dirty, so. You a dirty girl? Oh, you're my dirty girl. I like okay, dirty stop. Girls. Stop. Look at the blue jay, see him? Oh, yeah, he's beautiful. Mm-hmm. Not as beautiful as you am. Yes, sir. Nike do. What? Honey, don't do that. I didn't actually mean it. I would just went like this just to scratch my butt. Li rửa. Làm gì mà li rửa? Don't do that. Don't do what? Don't show khám your am. Cái đồ dễ sợ. You're dumb. I want to take photos, but I just feel like shit. What you doing? I'm going to move the car back over here. Okay. I mean, I can keep it here. No, it's fine. Because if I take my car and then this car is over here, you have to walk the long ways and get there and hold down. Oh, trời đất ơi. Anh ơi là anh. Thank you. What the heck is this? That tasted weird. Ok, các bạn cũng thấy đó, trong mình là một người rất là tốt. Mình ngồi ở đây cũng được khoảng nửa tiếng thì đi ra kiểm tra thôi, sợ mình bị bắt cóc. Hồi nãy mình đang nói đến cái đoàn là đàn ông Việt Nam á, có nhiều người á coi bạn là trên hết, vợ ở nhà nhiều khi cần á thì kêu là không chịu về, còn bạn mà cần một cái là kêu là chạy ngay. Thì đó là một cái sự mất mát lớn cho nhiều chị em phụ nữ Việt Nam mình. Nhiều chị em phụ nữ Việt Nam mình có chung là nhiều khi phải lo hết cái chuyện nhà cửa, rồi có người còn lo đi làm nữa. Còn nhiều người chung thì sống rất là bồi bạc với vợ, cho nên đó là cái lý do tại sao mà nhiều người chị em mình á rất là đề phòng đàn ông, rất là
sợ đừng ông làm tổn thương bản thân mình. Thì bản thân mình á, từ nhỏ lớn lên mà thấy bao nhiêu cảnh như vậy á, thì mình cũng rất là sợ rồi. Bởi vậy mình không có bao giờ thôi ở Việt Nam á, thứ nhất á, là có lẽ là không có dễ nhìn quá cho nên không có người nào theo đuổi. Và đó là một cái sự rất là may mắn các bạn. Chứ mà cái hồi mình trẻ mà nếu mà có cái anh chàng nâng Việt Nam nào á, mà mình thích mà theo đuổi mình á, thì mình không biết cái cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Chắc có lẽ là nếu mà lấy một người chồng Việt Nam rồi cờ bạc rượu chè mãi mắc như vậy á, thì mình không biết mình sẽ làm những cái điều gì mà cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa. Cho nên trong cái không may mắn nó cũng có cái may mắn. Khi cái lý do tại sao mà mình không sợ Dustin bỏ mình, đó là Dustin là một người tốt. Và như mình đã nói á, nhiều khi người ta tốt với mình trong vài năm, nhưng mà chưa có nghĩa là người ta tốt với mình suốt đời. Thì đó là lý do tại sao mình luôn cố gắng chăm chỉ làm việc để mà tự do tài chính. Mình đã cố gắng đi học đại học, cố gắng tìm việc và nhận làm những cái việc khác nhau để mình không có bị phụ thuộc vào chồng. Cho nên mình không cần phải thay đổi con người, mình không cần phải sống để mà làm vừa lòng người khác cũng như là làm vừa lòng chồng mình. Tuy nhiên chồng mình á, không phải là mình nghĩ ở thời điểm hiện tại chồng mình không phải như những cái người đàn ông khác, không phải là lấy mình là vì mình đẹp như hoa hậu hay là gì, mà lấy mình á, là bởi vì con người của mình. Thì bọn mình đã gặp nhau, đã tìm hiểu một thời gian và lấy nhau là vì tình yêu chứ không phải là vì tiền hay là vì sắc đẹp gì. Tại vì như các bạn thấy mình không đẹp trong mắt người khác, không đẹp trong mắt nhiều người Việt Nam, nhưng mà trong mắt chồng mình thì mình khi nào mình cũng được khen là em đẹp lắm. Nhiều khi thấy rất là thương Dustin. Nhiều khi mình ví dụ như đứng rửa chén chẳng hạn, thì bỗng nhiên ngồi bên kia nhìn qua thì nói là em đẹp, mà nói tiếng Việt rất là dễ thương. Thì những cái lúc đó thì mình cảm thấy rất là được yêu và rất là hạnh phúc. Tại vì có một người chồng vừa tốt mà vừa dịu dàng, mặc dù thỉnh thoảng cái miệng hơi hâm hồ nhưng mà Dustin hâm hồ cũng không bằng mình hâm hồ đâu các bạn. Vợ chồng mình nhiều khi cãi về như vậy nhưng mà vẫn rất là thương nhau các bạn. Bởi vậy mình không có lo đến cái chuyện là bị chồng phù, bị chồng bỏ. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn rất là yêu chồng. Và mình cũng có cảm giác được chồng yêu rất là nhiều. Và sống ngày nào thì biết ngày đó thôi. Chứ bây giờ sống hiện tại mà cứ lo tương lai sau bị chồng bỏ thì lo làm gì, lo bò trắng răng hả? Nếu mà tương lai có xảy ra thì tới khi đó thì mình lo khi đó thôi. Chứ bây giờ sống là cứ enjoy cái đó ha. Mặc dù là có nhiều lời bình luận tiêu cực như vậy, tuy nhiên mình cũng cố gắng giữ cho cái tinh thần của mình nó được thảnh thơi. Như các bạn biết làm YouTube thì nói chung ai cũng bị người ta nói, ai cũng bị người ta bình phẩm. Chứ không phải tất cả mọi người đều nhận được những cái lời nói tốt lành và những lời chúc tốt lành từ khán giả. Thì mình đã biết là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ người Việt Nam mình cũng đừng có nên dùng cái suy nghĩ của mình nhiều quá để mà áp đặt lên người khác. Và nhất là nói những cái câu mà kiểu như là chê người ta, miệt thị người ta. Thì mình cũng xin lỗi nữa. Tại vì mình đã nói đến cái việc này, nói đến cái sự mà miệt thị của người Việt Nam dành cho người khác cũng đã khá nhiều rồi. Nhưng mà trong cái video này thì mình cũng muốn nhắc đến một chút nữa. Tại vì mình thấy có nhiều người nói những câu rất là khó nghe. Có nhiều người thì nói để tao đợi có thử hai đứa bay sống hạnh phúc đến được khi nào. Tao thấy có cái gì đó sai sai. Có nghĩa là tại sao một anh chồng người Mỹ mà dễ nhìn đẹp trai như chồng mình mà lại đi lấy mình. Thì mình cảm thấy cũng khá là buồn cho những người đó, mà cũng khá là tội nghiệp cho họ. Tại vì họ sống trong những cái môi trường mà chồng luôn đối xử tệ với vợ như vậy. Thì mình cũng không trách tại sao họ lại có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Hơn nữa, cái xã hội Việt Nam là một cái xã hội rất là quan trọng hình thức, và đặc biệt thời thời hiện đại như vậy á, các bạn cứ xem phim Hàn Quốc rồi xem phim Trung Quốc rồi những cái ngôn tình trai giàu gái đẹp thì mới yêu nhau, chứ mà giống như mà trai đẹp rồi gái nhìn như mình á, thì tại sao lại yêu nhau? Thì các bạn thấy đó là sự lạ đời, và hơn nữa mình lại già hơn mình chồng mình 8 tuổi nữa, cho nên các bạn thấy là không có thể tin được. Thì nhiều người cứ luôn nghĩ á, là có lẽ chồng mình lấy mình là vì tiền thôi, rồi vì mình nuôi ăn học này nọ. À, thì không, mình không nhớ trong cái video mà mình kể là nuôi chồng ăn học, mình có kể là khi mà mình gặp chồng mình là cưới nhau á, là khi đó là mình vẫn đang còn học năm cuối đại học. Thì mình học một hai lớp gì đó nữa thì mình mới mới tốt nghiệp, thì chồng mình có nuôi mình ăn học, mình nghĩ là hai lớp. Sau đó mình tốt nghiệp xong thì mình mất thêm một năm nữa mình mới kiếm được công việc làm. Thì trong một năm đó chồng mình cũng nuôi mình ăn mình ăn và ở nhà cũng cố gắng học thêm. Thì không phải là mình chỉ nuôi chồng ăn học đâu các bạn, mà chồng mình cũng có nuôi mình ăn học nữa. Chồng mình nuôi mình ăn học trước, và sau đó ba bốn năm sau tụi mình làm có tiền dồn lại được một ít rồi thì mình mới bắt đầu nuôi chồng ăn học, chứ mình phải định chỉnh lại cái điều đó. Thì cái mối quan hệ với chồng mình là người này giúp người kia rồi người kia giúp người này, chứ không phải là Dustin là chỉ ăn bám mình trong mấy năm để mà ăn học đâu các bạn. Đừng nói như vậy mà tôi mình phải định chỉnh lại một cái điều đó. Dustin là thật sự, mà các bạn mà gặp Dustin ở ngoài là các bạn sẽ thương Dustin liền thôi. Một con người rất là dễ thương, rất là hòa đồng, gặp ai nói chuyện cũng được hết, rất là dễ thương. Bởi vậy mình cảm thấy thương lắm. Mặc dù đôi khi mình trước kia mình có làm một cái video là có một thời gian á, là mình muốn ly hôn Dustin, tại vì cứ trong đầu cứ nghĩ tại sao một con người dễ thương như vậy mà cái khuôn mặt đẹp trai như vậy lại quyết định lấy mình, tại vì cái hồi đó mình còn tủi thân á các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình hết rồi, bây giờ mình đã luyện được cái bản thân mình biết là được con người mình là ai, và mình cũng biết được là mình có những cái vẻ đẹp riêng, những cái hay riêng của bản thân mình, cho nên mới được chồng mình thương như vậy. Cho nên mình nghĩ là phụ nữ chúng ta thì ai cũng cần những cái sự tự tin như vậy, cho dù người đó đẹp hay là không có đẹp. Mặc dù có một số bạn có thể không đẹp trong mắt một số người, nhưng các bạn lại đẹp trong mắt người khác. Cho nên không việc gì mà phải thay đổi bản thân để mà làm hài lòng người khác hết. Mình nhấn mạnh thêm một điều này nữa là bởi vì có rất 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 là nhiều người cứ mở miệng ra là nói để rồi đợi một ngày nào đó rồi chồng nó bỏ thì mới biết mặt. Thì cho dù nếu mà hết duyên hay hoặc là bỏ nhau thì cũng ok thôi, hết duyên mà, hết duyên hết nợ thì chia tay thôi, đâu có ai sống mãi mãi với nhau đâu. Mình hy vọng là mình sẽ sống với Dustin trọn đời, nhưng mà lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, nếu mà bọn mình bị cách ly bởi cái chết á, thì mình chấp nhận, còn nếu mà có bị cách ly bởi một người thứ ba thì mình cũng chấp nhận thôi. Nếu mà Dustin kiếm được một người khác mà làm cho Dustin hạnh phúc hơn mình á, thì mình cũng ok thôi. Hoặc là một ngày nào đó, ví dụ như Dustin muốn có con chẳng hạn, và Dustin không muốn ở với mình nữa, thì mình cũng ok thôi, mình cũng để cho Dustin đi tìm kiếm hạnh phúc của Dustin. Giàu biết rằng á, nói thì dễ lắm, nhưng mà tới khi làm thì khó. Mình biết là khi có khi thì sẽ thấy cô đơn, rồi có khi sẽ cảm thấy nhớ người đó, nhưng mà mình cũng đã luyện cho cái con người mình rồi. Tự lập là trong cái điều cần thiết nhất đối với phụ nữ là tiền thôi. Có tiền là người được người khác tôn trọng thôi à. Không phải là có tiền là có tất cả, nhưng mà có tiền thì không có sợ gì cả. Và hơn nữa mình cũng tự luyện cho bản thân mình là cũng không có bị lụy tình các bạn. Có nhiều người phụ nữ bị lụy tình, có nhiều người có tiền nha, nhưng mà lụy tình cần đàn ông, phải khi nào cũng phải có đàn ông bên cạnh mới cảm thấy bản thân mình là
tiếng Anh gọi là worthy, bản thân mình là có giá trị, đúng rồi. Thì từ có giá trị, bởi vậy còn con người mình thì không có như vậy, mình không cần có một người đàn ông để mà làm cho bản thân mình có giá trị. Tại vì mình có thể tự yêu thương bản thân mình được. Nhiều khi các bạn biết là mình ở trong nhà mấy ngày mà không cần ai hết thì mình vẫn ok. Có nhiều người là cần phải có người khác nói chuyện này nó thì người ta mới ok. Còn mình thì mình I don't care. Bởi vậy như vậy á, mình muốn chia sẻ với các bạn cái điều đó. Và mình cũng hy vọng những bạn nữ cố gắng rèn luyện cho bản thân như vậy thì mới không có bị đàn ông làm đau khổ. Cho dù đó là Tây hay là Việt Nam hay là Tàu hay là Ấn Độ hay là ai cũng như vậy thôi các bạn. Đàn ông cũng có người này người kia, thì chủ yếu là các bạn phải tìm hiểu người đó cho kỹ. Còn nếu mà chưa chắc chắn thì sống với nhau một thời gian rồi mới cưới, rồi con cưới xong thì tốt nhất là sống nhau với nhau một thời gian nữa mới biết được bản chất của con người ta thế nào. Thì mình cũng chúc cho những chị em phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ hơn và tự đi trên chính đôi chân của mình, chứ không bị đàn ông người ta dắt mũi. Tại vì mình cũng thấy đàn ông Tây cũng có nhiều người rất là cà trưởng, thật sự người xấu những đàn ông Tây cũng rất là nhiều các bạn, chứ không phải không có nhiều đâu. Các bạn thấy đàn ông Tây người ta thương vợ lãng mạn như vậy đó, nhưng mà có người sau lưng cũng đi ngoại tình này nọ, đó là cũng một chuyện bình thường, cũng khá là nhiều. Nhưng mà đàn ông Tây người ta cũng khác đàn ông Việt Nam là người ta có trách nhiệm hơn. Thì mình cũng nói lại có tùy người thôi, nhưng mà nhìn chung thì người đàn ông Tây phương cũng có trách nhiệm hơn nhiều so với đàn ông Việt Nam. Những bạn nào lấy trong Tây thì cũng biết, và các bạn cũng thấy có nhiều người chị em Việt Nam lấy trong Tây mà ly dị cũng nhiều. Ok, cái video này cái phone mình nó gần hết memory rồi, cho nên mình dừng video ở đây nha các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.